những loại thảo dược nào có thể giúp chữa trị hiệu quả thưa bác sĩ? Chúng ta biết rồi, cái từ thảo dược tức là ta dùng các cái cây có tính chất điều trị, và bản chất của nó là gì? Tức là một giải pháp chúng ta không can thiệp, đặc biệt là những cái can thiệp xâm lấn. Như vậy, nếu với từng cái loại thảo dược nó có những giá trị khác nhau của nó và với những cái hiệu quả đem lại thì chúng ta biết rồi, nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với những cái giải pháp mà phải can thiệp hoặc xâm lấn. Ví dụ ở đây thứ nhất là cúc tần có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, chống loét, rồi giảm đau. Rồi cái vị thứ hai đấy là lá ngải cứu thì có tác dụng chống viêm và đặc biệt là gì, các tác dụng tốt ở trên cái vấn đề của sức bền thành mạch. Tiếp theo một cái thành phần nữa đó là nghệ có tác dụng chống viêm, làm liền vết thương. Chính vì thế mà nó đã được ứng dụng khá nhiều trong thực tiễn trong cái công tác điều trị. Thưa bác sĩ, hiện nay có một phương pháp nào điều trị chỉ vừa an toàn, hiệu quả mà lại tiện lợi hay không ạ? Tùy theo mức độ tổn thương, tùy theo tính chất của từng người bệnh cụ thể mà bác sĩ sẽ chỉ định ứng dụng loại nào. Nhưng tuy nhiên ở đây tôi muốn nhắc rất mạnh là gì? Đó là cái nhóm điều trị bảo tồn, tức là chúng ta chỉ dùng thuốc thì nó có thể ứng dụng trong tất cả các giai đoạn. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại thì nó phải tùy thuộc theo từng mức độ. Trong không phẫu thuật thì tôi muốn chia sẻ rất sâu với chúng ta, đấy là nhóm dùng thuốc y học cổ truyền. Đặc biệt là hiện nay được các nhà khoa học đã nghiên cứu và ứng dụng, đã sản xuất ra ở các dạng khác nhau. Có thể gì, chúng ta có thể dùng dạng viên, có thể dùng ở dạng bột, chúng ta có thể dùng ở dạng kem bôi, chúng ta có thể dùng ở dạng mỡ, chúng ta có thể dùng ở dạng dung dịch. Và tôi cho rằng đây là những cái mà chúng ta đang từng bước để giải quyết cái sự không thuận lợi cho người bệnh đấy, khi chúng ta ứng dụng các cái sản phẩm y học cổ truyền trong cái công tác điều trị nói chung, và đặc biệt đấy là trong cái công việc là chúng ta điều trị bệnh lý trí nói riêng. Cochi Pro được chiết xuất từ các thảo dược tự nhiên với thành phần Slipberry M nhập khẩu từ Hoa Kỳ, hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ. Cochi Pro dùng cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại với các biểu hiện chảy máu, xa bùi trĩ, đau rát hậu môn, người bị táo bón có nguy cơ bị trĩ. Sản phẩm hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Cochi Pro còn có dạng gel bôi tiện dụng. Gel bôi Cochi Pro với thành phần chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giúp giảm nhanh các triệu chứng khó chịu của trĩ như đau rát, chảy máu, sưng viêm, làm săn xe và co hồi búi trĩ. Cochi Pro dùng tốt cho người mắc trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, người nứt kẽ hậu môn, người hay bị đau rát hậu môn, chảy máu khi đi vệ sinh. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Để tìm nhà thuốc gần nhất, quý khách hàng vui lòng truy cập website cochipro.vn hoặc liên hệ tổng đài miễn cước 1800 6293. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 6293.